Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Kido Asa. Tôi là Mai Anh và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một thương hiệu đến từ Đức, Cloudy. Và sen tắm mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là sen tắm cây nhiệt độ 6809505-00 đến từ thương hiệu Cloudy. Và đây chính là sen tắm mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Thì sen tắm cây này sẽ gồm 3 phần chính là phần củ sen, thiết kế là bằng đồng, mạ chrome sáng bóng như thế này. Vì là sen tắm cây nhiệt độ nên sẽ chia làm hai phần. Phần này chính là phần bật tắt nước. Thì với việc điều chỉnh xuống bên xoay như này, xoay xuống bên dưới này chính là để ra bát sen phụ, mà xoay lên bên trên như thế này, xoay vào trong phía trong như thế này chính là để điều chỉnh lên bát sen chính. Thì vì cái này nó ra bát sen phụ ở bát sen chính nên là việc điều chỉnh rất là dễ dàng với việc xoay và ra phía ngoài hoặc là vào phía trong như thế này. Còn phần phía bên tay phải tôi đây chính là phần điều chỉnh nhiệt độ. Với mức nhiệt cố định là 40 độ C. Và khi mà mình muốn điều chỉnh nhiệt nóng hơn thì mình sẽ bấm và mình xoay vào phía trong như thế này thì sẽ ra nhiệt độ nóng hơn. Còn nếu mà mình muốn ra nhiệt độ lạnh hơn thì mình sẽ xoay thoải mái vào phía trong như thế này. Còn mình muốn nhiệt độ nóng hơn thì mình sẽ bấm và xoay ra phía ngoài như thế này. Thì ở trên đây cũng có ký hiệu rất là rõ ràng, nhỏ và to dần. To dần thì sẽ là nhiệt nóng hơn ạ. Còn phần phía bên rìa cạnh đây chính là logo Cloudy, được in rất là rõ ràng đấy ạ. Cái phần chân sen và cái chụp sen này cũng được hãng trang bị đi kèm cùng với sản phẩm luôn nha các bạn nhé. Cũng được mạ chrome rất là sáng bóng, đồng bộ với cả sản phẩm. Còn đây chính là phần phía dây này, các bạn thấy đây chính là dây dẫn lên tay bát phụ của sản phẩm. Thì cái tay bát phụ này của sản phẩm sản xuất là bằng nhựa mạ chrome sáng bóng á. Và phần phía dây được phủ bạc như thế này, tăng thêm cái sự sang trọng cho sản phẩm. Phần mặt bát sen thì được trang bị là bằng nhựa trắng. Với việc kết hợp giữa phần nhựa trắng và cái phần bát sen phụ như thế này, phần mạ chrome như thế này thì sẽ làm cho sản phẩm cảm giác nó mới lạ hơn. Và phần phía đầu của bát sen phụ cũng được trang bị, các tia nước này cũng được trang bị là lúm cao su để giúp cho cái việc vệ sinh sản phẩm trở nên dễ dàng hơn. Và ở giữa đây các bạn thấy đây chính là logo của thương hiệu Cloudy. Và cái phần tay gại cũng được trang bị là bằng nhựa. Với cái việc điều chỉnh là mình có thể chạy dọc thân sen như thế này và có thể gật gù lên hoặc xuống như thế này, thì cái việc trải nghiệm sản phẩm của các bạn nó trở nên sẽ rất là dễ dàng hơn. Sản phẩm được thiết kế với chiều cao full là 1m3. Và cái phần phía trên này mình có thể kéo thấp hoặc là kéo dài ra được phần phía trên như thế này, giúp cho cái việc mình có thể điều chỉnh độ cao khi mà lắp đặt để phù hợp với gia đình. Và đây chính là bát sen trần này, các bạn thấy đấy ạ. Bát sen trần với phi 20 được mạ chrome sáng bóng. Bát sen trần được thiết kế cũng là bằng nhựa mạ chrome sáng bóng nhé các bạn nhé. Đây, phần này được thiết kế là nhựa mạ với các cái đầu tia nước cũng được trang bị là đầu lúm cao su để cho cái việc mà vệ sinh sản phẩm của mình trở nên dễ dàng hơn. Với những cái tính năng mà tôi vừa giới thiệu đến các bạn, một sen tắm cây nhiệt độ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức đến từ thương hiệu Cloudy chắc chắn sẽ mang lại cho các bạn một cái không gian phòng tắm trải nghiệm rất là đặc biệt và sang trọng. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở phần bình luận phía bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.